chờ thấm ướt lạnh lòng ai trên con phố khuya mang thương yêu lặng lẽ chưa về với ngôi nhà giờ đang ngủ yên. Nghe đâu đây tiếng gió lao xao vì còn trong đêm buồn vui qua những tháng ngày thời gian trôi qua phân tăng rồi đông lại về vòng tay dấu yêu bây giờ sao quá xa xôi tìm nơi hạnh phúc tìm người chọn nơi yêu thương của người giấc mơ không chỉ là những tiếc nuối ngày nào sẽ cùng nhau đi chung lối đưa tình yêu qua đêm tối đến những hạt mưa mùa đông đừng mang thêm mùa gió lời yêu muốn nói vụng về bờ vai ấm áp liền kề ở trong con tim là những ước muốn một thời bàn tay người đưa dẫn bước mơ về một nơi xa xôi để cho tình yêu như bắt đầu trong tiếng mưa rơi. Chọn đời yêu thương cùng người giấc mơ không chỉ là những tiếc nuối ngày nào sẽ cùng nhau đi chung lối đưa tình yêu qua đêm tối đến những hạt mưa mùa đông đừng mang thêm một gió lời yêu muốn nói cùng về bờ vai ấm áp liền kề ở trong con tim là những ước muốn một thời bàn tay người đưa dẫn bước mơ về một nơi xa xôi để cho tình yêu như bắt đầu trong tiếng mưa rơi bàn tay người đưa dẫn bước mơ về một nơi xa xôi để cho tình yêu như bắt đầu trong tiếng rửa mái con ra ngân hàng con gửi bà ý. Con biết rồi. Con chào bà. Có chuyện gì mà vui thế? Bà em định sửa lại mồ cho mẹ em. Trước mới xây thố xi măng thôi. Còn chứ chắc là định ốp đá cho khang trang. Thực ra em cũng muốn làm từ lâu rồi á. Ừ, thế thì tốt quá. Ăn chè đi. Hết chè bưởi rồi. Chị mua tạm chè thập cẩm nhá. Chè chí cũng ngon hết. Mai. Mai. Dạ ăn chè đi, không có đá tan hết rồi. Dạ. Mai. Ra ăn chè thì vui em. Chè thì mua ở mỗi rồi chị. Chị mua ngoài đầu ngõ. Mà này, sao cái dây đang đeo ở cổ con voi tự nhiên lại tháo ra thế? Chán rồi. Giận chủ, giận luôn cả mèo à? Ai mới thèm giận nhá. Em cũng rảnh rồi mà đi giận người dưng không? Chào cả nhà. Anh Bách, có phải là anh Bách Bạch Mã Hoàng tử Tàng Hóa chị không? Hả? Tối nay người ta mời hát ở phòng trà. Không ngờ đấy là đúng là sinh nhật của Trâm Anh. Trùng hợp thế. Anh Bách nhờ Tuyền mời em đến hát. Đến đấy em cũng mới biết mà. Tình yêu. Này chị ơi, rồi có phải là tỏ tình gì? Nói đi em sốt ruột quá, nói đi.
thì cũng gần như là thế. Thế còn Trâm Anh thì sao? Cũng đồng ý rồi phải không? Chúc mừng em nhé. Thôi ngồi xuống đi ăn chè đi. Dạ vâng ạ. Cuối cùng thì Lò Lém cũng trở về với hoàng tử. Thiệt là lãng mạn và đầy bất ngờ những phim ngôn tình Hàn Quốc ạ. Ghen thì chết đi được á. À đúng rồi, chị phải nói anh nữa là một cái lễ ra mắt thiệt to. Đúng rồi, phải ăn ở khách sạn thiệt là sang trọng. Còn bé này, người ta có phải là trẻ con đâu. Kê chứ. Mai, sao không ăn còn đi đâu nữa? À, em ra ngoài này một lát. Thực ra số tiền chuộc con không phải là của anh Đức đâu, mà là của Tùng đấy. Hôm qua Xuân lỡ lời, đừng giận Xuân nữa nhé. Nghe máy đi. Mai, đang nghĩ gì thế? Em đang nghĩ đến chuyện của Tùng đấy à? Em đang nghĩ làm thế nào để kiếm được tiền trả anh ấy. Em đừng nghĩ thế. Tùng nó giúp em chuộc con đâu chỉ là chuyện tiền nong, nó còn nặng tình với em lắm đấy. Em đang nghĩ đến chuyện em gặp bạn gái của Tùng trong bệnh viện đúng không? Bây giờ em chẳng nghĩ gì đến chuyện tình cảm nữa. Không cho con, giờ còn số nợ treo trên đầu. Em chẳng biết phải nói như thế nào với mẹ và cô em. Rồi là chuyện có bầu, biết là giấu được đến bao lâu. Đến đâu mình tính đến đấy. Em quên là còn có các chị à? Cậu nhập viện đã đóng tạm ứng rồi. Và đây là số tiền thừa sau khi trả các chi phí nhé. Chưa cho em hỏi, ai là người tạm ứng đấy ạ? Đợi mình tí. Nguyễn Vũ Hoài Xuân. Vâng, em cảm ơn. Chào chào bác. Đừng ra viện rồi à? Vâng ạ. Trông khỏe khoắn rồi đấy. Sức thanh niên có khác, lần sau đừng có dại dột như thế nhé. Dạ vâng, cháu nhớ rồi ạ. Mà sao lại lủi thủi một mình thế này? Người nhà không ai đến đón à? Hôm trước thấy có cô người yêu khóc lóc sướt mướt lắm cơ mà. Thôi cậu về đi. Chúc cậu nhanh hồi phục sức khỏe. Dạ.